trẻ trâu và săn nào đây, 44 à? Ôi, ô tô xanh, ui, anh em ăn gì đây? Kem. Kem túi. Trời, nóng quá. Kem túi tuổi thơ. Kem túi tuổi thơ á? Ừ. Anh xin cái. Bọn em phải đi mua kem về. Ui, cho anh xin cái anh ăn thử xem nào có anh ngon. Anh làm đi góp tiền vào mà anh được ăn. Không ăn á? Nhưng mà em cho anh ăn này xong anh sẽ gọi là nghĩ ra một cái thử thách cho trò chơi cho anh em chơi. Đấy, nhưng mà em phải cho anh ăn kem đã. Anh phải nói thử thách, bọn em mới cho anh cơ. Nhưng mà cứ chơi đi, kiểu gì cũng hay lắm. Nhưng mà anh nói thử thách đi. Bịp mắt gọi là đập bóng. Chơi không anh vừa? Chơi không? Hay, chơi luôn. Chơi nó thế anh xin cái kem nào. Wow, hôm nay trẻ trâu ăn thảo. Nha. Ok thật luôn gọi là. Anh mà điêu là San đánh anh ấy. Hôm đêm kem gì đấy? Kem sữa chua. Sữa chua. Ui, San ăn kem có mát không? Trời nóng này mà có kem ăn xịn đấy nhỉ. Đấy, anh xin cái anh ăn thử nhá. Anh em ơi, trẻ trâu vừa cho mình cây kem gọi là rất là ngon luôn. Bây giờ mình ăn thử anh em nhá. Ngon đấy nhỉ. Đi ăn của bọn em nó phải khác. Ui, ngon thế, anh cũng thấy ăn trực nó phải khác em ạ. Ngon hơn anh mua. Anh thích anh ăn trực không? À không, nhưng mà xong anh tổ chức trò chơi cho chơi. Ok không? Ok. Hàng ăn không biết được mấy cái rồi. Ôi, bây giờ mình sẽ chuẩn bị đi vào tổ chức trò chơi cho trẻ trâu chơi nhá. Ok. Bây giờ anh đố em gọi là cho hết một cái kem này vào mồm ấy. Ngủ, em không làm được. Không làm được. Từng làm được. Ôi, ô tô xanh gọi là cho hết cái kem vào mồm mà. Ôi, anh ta đang nặng. Không nói được gì anh nhỉ. Bây giờ là ô tô xanh và San sẽ bơm cho anh đá bóng này nhá. Để anh sẽ tổ chức trò chơi cho mọi tem trẻ trâu chơi. San bơm bóng ấy, ô tô xanh cho nhá. Anh vừa mua ấy. Đấy, còn ôi bơm vừa vừa thôi, nhưng không sợ nổ ấy, nhớ chưa? Không phải sợ anh ạ. Trưởng Minh Vương bảo trẻ trâu bê bóng ra đây xem nào. Đây rồi. Bê rồi, wow, nhiều bóng thế nhỉ. Ui. Đây xuống ra này. Hạ xuống, ơi. Ui, cái này không phải. Cái này không phải, nó cho lém nữa nhá. Ông không thành nhớ nhá. Là cho gì? Cho để đập bóng. Bây giờ, Minh Vương xếp cho anh 3 hàng. Đấy. Ơi. Bảo em cứ mới búa đi làm gì? Búa à, để được anh à? Ê, không phải đập. Bây giờ em sẽ xếp cho anh gọi là 3 hàng bóng ra đây. Mỗi hàng khoảng 4 quả. Nhanh lên, 1 quả to cuối cùng nhanh lên. 3 hàng. Đây. 1 quả. 2 quả. 3 quả. Đấy. Đây quả đấy, quả to này cuối cùng đấy, 4 quả. Đấy, anh em ơi. Chơi trước nhỉ? Về Minh Vương xếp cho anh thêm 2 hàng giống như thế này cho anh. Hai hàng nữa. Quả. Em đập luôn nhá. Hả? Hai quả. Ba quả. Đấy. Một quả to nữa. Bốn quả với một quả to. Bây giờ xếp thêm một hàng nữa cho anh. Ok nha, bây giờ anh em gọi là xếp xong chưa? Ơi, xếp thành 3 hàng. Bây giờ cuộc thi này, ô đừng đập để bóng đấy. Bây giờ cuộc thi này Minh Vương chơi trước hay San chơi trước nào? Em đi. Ô tóc xanh chơi trước. Cho em chơi chơi. Thế là để bịt mắt cho Minh Vương. Đấy. San bịt mắt cho Minh Vương. À anh em nhá, bây giờ là mình vừa mới tạo ra cái trò chơi gọi là bịt mắt gọi là đập bóng anh em ạ. Ai mà đập nhanh nhất sẽ được thưởng gọi là hai gói kem. Gọi đừng đập anh. Đấy bây giờ là Minh Vương chơi trước nhá. Bây giờ mình đã gọi là xếp ra 3 hàng 3 người rồi. Đấy, bây giờ là ai đập nhanh nhất mình sẽ bấm giờ anh em nhá. Anh dẫn gọi là Minh Vương vào chỗ để chuẩn bị đập. Đấy, thẳng hàng vào. Đây. Bây giờ anh đứng ở giữa hay là ở đâu? Đây đứng cho Minh Vương đứng thẳng hàng bóng ấy rồi. Đấy. Ok, đứng cho từ nhá. Bây giờ anh bảo đập là Minh Vương phải đập hết gọi là 4 quả bóng. Đây, anh bấm giờ nhá. Bây giờ chuẩn bị cho Minh Vương. Rồi. 3 2 1 bắt đầu bấm. Đập. Đập đi, đi thẳng. Ở dưới đất. Dưới chân. Cúi xuống đập. Ô, hay quá, một quả. Đập. Nghe đập quả não được. Mỗi người có 50 giây, ai đập nhiều hơn sẽ thắng nhá. Wow. No. Minh Vương vừa đập được mấy quả nhỉ? Đập tổng cộng 9 quả. 9 quả bóng bé.
khét thế nhỉ. Minh Vương vừa chơi 50 giây được 9 quả bóng, bóng bé là được 1 điểm, còn bóng to là được 3 điểm. Nhưng mà không được chạy luôn một phát đập bóng to anh em nhé, phải đập bóng bé trước. Đấy. Giờ San với Minh Vương cổ vũ cho ô tô xanh nhé. 3, 2, 1, bắt đầu. Ui, đập đây, đập đây, đập đây, đập đây, đập đây, ui. Đập đây, đập thắng. Ui. Ok nhá, bây giờ là ốp tóc xanh đưa cho San búa này mà. Ê, San cầm búa đi. San đi cầm búa đấy mà. Đây. Bắt đầu, San chuẩn bị chưa? 3, 2, 1, bắt đầu đập. Vì hề, đập. Giơ cao lên đập. Giơ cao lên đập. Tình hình là San đập có trúng có hai quả thôi. Đấy. Giờ là đến anh phải không? Anh được anh ấy. Cũng được giải nhất rồi. Cái gì? Cái gì? Mommy đâu nét này. Mommy mà nghe anh em gặp nó chơi xong lần thứ bảy nó. Ui, đi. Ui, từ từ. Bình. Có muốn chơi hay không? Bây giờ hết ra bạn không? Bịt bắt đập bóng. Bịt bắt đập bóng à? Chơi không? Trời trò này vui, ai mà thắng thì sẽ được thưởng mấy anh em. Đấy, bây giờ để ta bịt mắt mày vào nhá. Anh bịt mắt đó. Đây, bây giờ là đến đây. Rồi, từ từ nhá. Sao này? Chuẩn bị cầm bóng tí nó cầm là anh em tấn công nó. Tấn công nó, ok. Ôi được rồi, San đưa búa cho Mommy nó nhé. Bây giờ là Mommy Mommy đến đập bóng đi, đi thẳng lên trước. San này, San này. Ui, tấn công nó. Ui, đập đi, đập đi. Mày này, mày này. Nào. Ôi, tấn công ôi, 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 ôi cái thằng sai này vào đi, sai này tấn công không? Sai đánh nhau thôi. Ui, tình hình là tao, tấm này sẽ cho mọi người đó. Ui.
nó ủa, cái búa của anh Dương. Ui, sao em đuổi theo này bố đi. Ui sao ấy. Chưa, toan rồi.